Tao là ai đây? Tao là ai đây? Mày cũng đeo cái là thẻ đấu, nhưng mà nói thật trận này không, mày cũng đeo có cái cấu. Trông tao chơi như là trai ga, hôm nay thằng này thì mày cút đi. Thằng này hôm nay đeo trời nó cãi lộn, thế mà vào trong bàn lồn này vẫn mặc hút đi. Cho mày về bước về, tao là ô quỷ cho mày uống nước chè. Thằng này trông là cũng là khinh miệt, tao lại khinh miệt. Đầu mày hồng hồng do mày cắm đầu vào hồn mẹ mày lúc chưa xứ huyền. Tao nói thì mày bị nó sút vào. Khi mà hôm nay tao sẽ khiến mày phê bằng thuốc lào. Ông bây giờ đây mặt mày phát cả lượng nó lười biếng. Sao giờ mày muốn làm sao mày thích được ghê tao. Nhưng mà lúc đấy tao về nhà mày gắn chim mẹ mày nó mười tiếng. Ok là ha, ok giờ đây đấy tít to ha. Nhiều đứa còn nó với ít mơ ha. Mày bảo bố mày bảo hút đi, nhưng mà chỉ bên mày đi mù à, đây là sweeter ha. Sao giờ đây về phát sẽ quả quyết ha. Thằng này là ai mà tôi thì chả biết ha. Mấy em gái tao tao treo tình, bố mày sẽ đấm mày ghét có mấy cái kèm tình ha. Giờ đây mày nhìn đi, hay là bây giờ mày đang định tìm gì? Ha, giờ đây không thể nào thắng được, hay là loại như mày, yeah, không thể nào mà nắm được. Ha, sao nào? Ok, giờ đây tao chơi vài em mấy em gái là tao vào. Ok, ha, thằng này béo trông như kiểu bao bạn. Ok, giờ đây tao chơi một tí là cái con chó này lao nào. Ok, ha, đã trước mà ra sao? Ok, giờ đây là mấy em khá nước khi bố biết đọc flow. Ok, là ha, yeah, loại như mày giờ đang định đồn nào? Hay là con chó béo thể nằm bằng cồn cao? Ha, bụng to, bố biết xoa nhé. Ok, mắt tao quắc để bố mày nó qua bé. Ok thì cảm thông khít, nếu mà mày muốn mo thì bố ấy bo mày ăn lít. Yeah.